cùng vừa chấm dứt. Lòng khoai lạnh buốt tờ mưa rừng, giọt mưa rơi như giọt lệ rưng rưng. Khi sân nở khóc tình thắng giờ. À, chị có nghĩ là chị là hồng nhan bạc phận? Dạ không, tôi nói rồi, tôi hồng nhan bạc triệu. Tại cuộc đời mình á, tôi thấy ngắn không? Mới khóc qua, mới chào đời ra đó thì có khổ quá, khổ quá, tôi qua, khổ quá. Còn mà chết thì nó ngậm cười, nó chín suối. Vậy thì hiện tại bây giờ mình làm gì đây? Mình sống thì mình phải vui vẻ, yêu đời. Đúng rồi. Đúng không cưng? Công nhận cái miệng thế gian hay hết. Ở thế gian mà nó phải thấy ngay đâu cưng. Dạ. Cái này hay nữa. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất hạnh phúc khi trở lại chương trình Người Kể Chuyện Đời. Trước những năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh có bốn người phụ nữ được gọi là tứ đại mỹ nhân. Thời bây giờ thì ai mà được diện kiến những người đó thì đó là một diễm phúc tôi xin phép được kể tên. Thứ nhất đó là nghệ sĩ Thanh Nga, thứ hai là nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng Hồ Kiều Chinh, thứ ba là người đẹp Bình Dương của Thẩm Thúy Hằng, và người cuối cùng tôi muốn nhắc đến đó là người đẹp diễn viên điện ảnh, sân khấu, kịch nghệ, nghệ sĩ Mộng Tuyền. Hôm nay trong chương trình Người Kể Chuyện Đời, tôi rất vinh dự được ngồi nói chuyện để nghe những kỷ niệm của nữ nghệ sĩ Mộng Tuyền. Dạ, chào chị. Dạ, chào em. Mộng Tuyền xin được hân hạnh kính chào quý vị khán giả. Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kiều Chinh, Mộng Tuyền được gọi là tứ đại mỹ nhân của điện ảnh, sân khấu giai đoạn thập niên 1960-1970. Năm 1963, Mộng Tuyền về hát ở đoàn Thanh Minh Thanh Nga và gây tiếng vang với vai Mộng Tuyền Sơn Nữ trong vở Mùa Xuân Còn Mãi. Từ đây, bà quyết định lấy tên nhân vật này làm nghệ danh cho mình. Năm 1988, bà theo chồng sang Pháp định cư và ít hoạt động nghệ thuật. Tuy là một bóng hồng hương sắc, nhưng nữ nghệ sĩ Mộng Tuyền kém may mắn trong đường tình duyên. Sau 3 lần tan vỡ hôn nhân, không con cái, ở tuổi 75, nghệ sĩ Mộng Tuyền hiện sống với niềm vui làm thiện nguyện, ca hát để trả ơn khán giả quê nhà. Em suy nghĩ ha, ngồi nói chuyện với một người phụ nữ, thấy người ta xinh đẹp, à, muốn hỏi tuổi người đó, người ta cũng ngại, đó là cái phép lịch sự. Dạ. Nhưng trong chương trình này, Trung Dân, và bà muốn hỏi tuổi tôi phải không? Dạ, em muốn hỏi tuổi chị để cho mọi người nhìn biết rõ ràng. Trung Dân ơi, quý vị ơi, Tuyền thưa thật nha, Tuyền tên là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh nhằm ngày 1 tây tháng 5 năm 1947, có nghĩa là tuổi Đinh Hợi. Hôm nay năm nay là Tuyền 75 tuổi đúng. Thưa quý vị, 75 tuổi mà ngồi nói chuyện, Trung Dân phải xưng bằng chị. Đáng lẽ tuổi Trung Dân là 55 thì Trung Dân phải xưng bằng cô. Nhưng mà xưng bằng chị. Xưng bằng cô. Dạ, xưng bằng chị. Quý vị thấy chị Tuyền trẻ không? Dạ, không trẻ thì không trẻ. Cảm ơn cưng. Cái đó là ai cũng nói vậy. Chị đẹp nè, chị tài năng nè. Và cái may mắn của chị gần như em thấy là nó trọn vẹn. Mọi thứ đến với chị nó không phải là tình cờ, mà nó là tình yêu của chị đối với nghề nghiệp. Chị hãy kể sơ về những cái ngày đầu chị là một người bình thường, rồi trong một cái quá trình, một ngày đẹp trời, chị trở thành một người được nhiều người chú ý. Xin mạn phép quý vị cho Tuyền được nói về cái quá khứ của Mộng Tuyền. Hồi nhỏ thì Tuyền đi hát ru em, thì ông thầy có một người ở bên Tân Quế, tức là ở Cần Thơ đi qua. Yeah. Đi đò máy đi qua. Yeah. Thì ông qua bên Cần Thơ, ông thăm một người bạn cũng đờn. Thì bác ba đó là ông chỉ là thợ hớt tóc thôi. Yeah. Nhưng mà ông biết đờn violon. Thì ông nói nghe nó uống nhỏ nào sao nó hát ru em mà sao có giọng vậy. Thì bác Tư Sến nó mới nói là đó là anh Loan, gia đình nó nghèo lắm. Thì ông nói bây giờ anh đưa tôi qua để tôi gặp ba nó. Tôi là không có con, tôi xin ba nó cho tôi dạy cho nó cái nghề để nó đi hát. Chị Tuyền trong dòng họ bà con không có một người nào là đi hát hết á.
ba chỉ là một thầy giáo làng thôi, nhưng mà ba thấy bác ba qua xin thì ba cho đi thôi, cho đi chẳng qua là vì bớt một miệng ăn thôi. Mà trong lúc đó xin lỗi, Tuyền mới có 7-8 tuổi là Tuyền chưa không biết chữ luôn. Thì nhưng mà được có một cái là mình ai đọc cái gì á thì mình nghe mình thuộc, đọc đôi ba lần là Tuyền thuộc rồi thì Tuyền ca được. Thì từ đó thì Tuyền đi hát đám ma đám cưới hoặc thôi nôi đầy tháng thì người ta cho tiền. Tiền thì bác cũng không có nhận đâu, bác cho mình nhận để đem về cuối tuần đi về thăm ba má đó, nhưng đàn em thì cho gia đình. Nhờ ơn ông mà Tuyền được có cái nghề. Sau 2 năm thì ông cho Tuyền trở về với ba má, Tuyền mới đi hát. Song song với lúc đó thì ở Cần Thơ đó có Bến Ninh Kiều, mỗi tối thứ bảy chủ nhật thì cái hội khổng học đó có cho một ban cải lương. Thì ba Tuyền mới đi đến đó xin lập cái ban cổ nhạc Kim Loan. Ba đọc lời ca theo cái giọng cổ hoặc là cái bản ca gì đó thì coi theo cái bản với gốc bản đó, rồi ba mới đọc cái Tuyền thuộc. Dạ, Tuyền thuộc. Rồi từ từ ba mới dạy chữ Việt này nọ rồi Tuyền mới biết. Lúc đó thì Tuyền được 13 tuổi rồi. Thì cái đoàn thủ đô là đó, lúc đó chị Ngọc Hương rồi đẹp mà hát hay lắm. Thì có ông Út Trà Ôn rồi, với ông Hoàng Giang rồi. Thì đi xuống, chiều chiều đó họ xuống Bến Kiều họ đi chơi. Thì thấy ban của nhà Kim Loan, thì thấy có Kim Loan hát. Ông mới đến đi tìm gặp ba của Kim Loan để đi xin cho Kim Loan đi theo đoàn hát. Đấy thì từ đó Tuyền đi hát luôn. Từ đâu mà có cái nghệ danh là Mộng Tuyền thưa chị? Lúc mà 15 tuổi thì Mộng Tuyền có được cái may mắn là được cái huy chương vàng giải Thanh Thâm. Tuyền vẫn còn mang tên Kim Loan. Thì bắt đầu qua đi đóng phim thì người ta biết đến mình. Đầu tiên Tuyền đóng cái phim Thương Muộn của Lê Hoàng Hoa làm đạo diễn. Trong cái thời gian mà hát đó thì Tuyền có hát được một cái tuồng mà làm sơn nữ Mộng Tuyền, tuồng màu sắc Tây Phương. Thì Tuyền hát cái giai đó thì thấy khán giả thương mến. Thì ba Tuyền mới thấy là thôi, bây giờ là ba sửa tên cho con. Bắt đầu qua điện ảnh là Tuyền mang tên Mộng Tuyền luôn. Lê Hoàng Hoa anh cũng thấy là cái tên Mộng Tuyền được hơn là tên Kim Loan. Yeah. Bởi vì ông nói rằng tên Kim Loan thì trùng nhiều lắm. Khởi đầu thì Tuyền phản đối ba. Tuyền nói không ba ơi, bây giờ mà ba đổi là tên con thì tội nghiệp con quá, con tạo lên nữa con cực lắm. Thì ba mới nói làm, ba đẻ ra con, ba cho con cái tên, bây giờ ba có quyền sửa tên con. Đó là chuyện của ba. Thì Tuyền thấy ba nói vậy thì mình phải chịu. Thì nói nào ngay thì từ đó thì Tuyền mang tên Mộng Tuyền cho đến ngày hôm nay. Bây giờ xem những cái phim mà chị đóng á, cái bí quyết nào mà giữ cho chị được từ cái một nghệ sĩ cải lương sân khấu chuyển qua điện ảnh nó vẫn đời? Cái đó là cái đặc biệt có ở chị. Tại vì Tuyền có kinh nghiệm ở bên đoàn Thanh Minh rồi. Dạ. Đa số là hát tuồng xã hội. Từ cái lương xã hội đó mình qua điện ảnh nó gần gũi lắm. Bây giờ tôi nói cho ông nghe nè, tôi không có đồng ý ông vậy, thấy không? Yeah, yeah. Thì trong phim nó cũng vậy mà ngoài đời nó cũng vậy. Yeah. Còn bây giờ nếu mà nói thiếp nói cho phu quân nghe, thiếp không đồng ý như vậy, thấy không? Yeah. Thì nó khác hoàn toàn. Yeah. Đi màu sắc, ví dụ màu hát bộ thì phải thế nọ thế kia. Còn nếu mình hát tuồng tao thì mình cầm cái áo mình vuốt nhẹ nhàng, dạ nó uyển chuyển. Nếu mà mình hát giai đầu vũ đạo, vũ đạo. Dạ, vũ đạo. Còn nếu mình hát giai đầu độc thì mình phải là thắng tay đồ bụng trợn. Dạ. Dạ. Còn hát xã hội thì mình sống tự nhiên vậy. Ví dụ mình nói là bây giờ mẹ ơi con khổ quá, con không chịu nổi nữa, bây giờ chồng con nó là như vậy thì con phải gì, tức là mình vô cái bài bản chắc cưng cũng là nghệ sĩ cải lương trình diễn nhiều, chị Tuyền thấy cưng ca cải lương hay lắm mà, thành ra chị Tuyền biết rồi. Chị có thể ca một câu giọng cổ được không chị? Xin phép quý vị cho Tuyền được đứng lên Tuyền ca. Tiền hát sau cùng vừa chấm dứt, lòng khoai lạnh buốt tờ mưa rừng giọt mưa rơi như giọt lệ rưng rưng, khi sơn nở khóc tình tan vỡ. Thôi thầy cai hãy về đi, nếu chiều nay trời không mưa tầm tã, lại sẽ ra đứng trên đồi cao để nhìn xuống trăng, thì lại sẽ thấy dạng mái nhà của thầy cai thấp thoáng trong khói sương rừng. Khi
lòng ai càng thêm trống trải lạnh lùng. Ai sẽ nhớ lại con đường mà mỗi ngày bốn lượt ai đem cơm nước cho thầy cai. Sau này thầy cai cùng ở đó hay không? Chứ ở đây khi chiều xuống ngã hẳn trong buôn, một mình Clay thui thui lần theo lối mòn để trở lại căn nhà xưa vắng vẻ quang tàn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chị. Cái hơi của chị vẫn còn trong. Cảm ơn. Dạ, khi chị cất lên thì ai cũng biết đó là giọng của nghệ sĩ Mộng Tuyền. Cái duyên nào mà từ sân khấu chị bước qua điện ảnh một cách nhẹ nhàng? Tôi nghĩ đó là cái may. Khi người ta mời mình đóng phim, dạ, thì mình phải coi cái kịch bản hợp với cái vai mà mình hay không. Lúc đó thì Tuyền rất nhỏ nhỏ bé ốm yếu lắm, có 32kg à. Vừa đi hát cải lương, vừa đi đóng phim, vừa đi thu dĩa, vừa đi hát thoại kịch, vừa đi chụp hình roman photo, tức là hình tình cảm đó cơ. Dạ. Thì chị Tuyền làm đủ trò hết à. Dạ, lúc rồi, đó chắc tiền chị xài không hết. Dạ không có, chị Tuyền đi hát nhạc nữa, anh Dương Ngọc anh tổ chức đại nhạc hội. Dạ. Thì chị Tuyền đi ca cho nên chị Thanh Thúy, chị Minh Hiếu rồi chị Tuyết Phượng rồi là bạn thân của chị Tuyền hết. Dạ. Phương Dung là chị Tuyền biết hết, chị Tuyền không cho đó là cái tài cái giỏi gì đâu cưng, mà cái mai. Với lại mình nghèo quá cưng, mình làm được cái người này người mời, tôi ghi mời riết rồi từ từ rồi mình phải nhận hết vậy đó. Dạ. Thì thật là nhiều tiền thì có nhiều lắm, tiền nhiều nhưng mà Tuyền đâu có biết. Bởi vì đi hát ba ký sổ ba nhận tiền hết, chứ đâu có biết gì đâu. Yeah. Nhưng mà so với cái vật giá ngày xưa, tiền hồi xưa thì quá nhiều cưng. Mình đóng cái phim thì có thể mình mua được 5-3 căn nhà mà nhà đẹp hết cưng. Wow. Dạ. Thì xe hơi. Dạ, xe hơi thì chỉ nhỏ. Yeah. Đâu có nhiêu tiền đâu cưng. Yeah. Dạ. Thành ra nghệ sĩ hồi đó thì mình làm mình nuôi được hết gia đình mà sung sướng. Nhưng mà chị đi làm thì chị ba của chị lấy tiền. Dạ. Giống như em thôi, em đi làm vợ em lấy tiền hết, em đâu biết gì đâu. Má chị dạy đó là con lớn lên rồi con nhớ là con nâng khăn sửa túi cho chồng nghe con. Ê, chị thì khăn chị không có nâng mà túi chị sửa hoài. Chị có thể kể cho em nghe những giải thưởng nào mà chị có được ạ? Dạ thì trong đời chị Tuyền may mắn, rất rất là may mắn là Tuyền cũng được cái giải Thanh Tâm Huy chương vàng. Yeah. Năm 63 lúc đó Tuyền 15 tuổi, năm 72 thì Tuyền được giải ảnh hậu đệ nhất hạng là giải Kim Khánh. May mắn chị Thẩm Thúy Hằng, chị là cái bằng đệ nhất ạ. Chị là người đẹp nhất, chị đóng phim nhiều nhất và chị nổi danh nhất mà chị lại có Kim Khánh năm 73 trong lúc Tuyền có 72. Giải phóng vô thì Tuyền có đóng được 3 phim, phim Cô Nhiếp, ông đạo diễn Khương Mễ, rồi anh Lê Dân làm phim Trang Giấy Mới, Tuyền đóng cái phim thứ nhì. Và phim thứ ba là phim Tình Yêu Của Em của đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Năm 82 Tuyền được giải diễn viên xuất sắc. Mà song song đó lúc mà chị Thanh Nga mất thì năm 80 thì Tuyền về, năm 79 Tuyền về đoàn Thanh Minh. Thì 79 đi về đi cả gần 200 đoàn đi ra miền Bắc đi hội diễn. Thì chị Tuyền hát cái vai con gái của một nhà tư sản mà cái tuồng đó là tuồng của soạn giả Ngọc Linh, ông là nhà văn. Ông viết cái tuồng đó thì chuyển thể cải lương. Thì chị Tuyền với lại anh Hồng Minh được cái giải diễn viên xuất sắc, có nghĩa là bên cải lương Tuyền cũng đủ có giải và bên điện ảnh Tuyền cũng đủ giải. Trong lúc Tuyền cống hiến rất ít, Tuyền cũng hổ thẹn. Tuyền lấy chồng, Tuyền ra đi. Thế tại sao chị lại quyết định từ một cái đất nước mà chị đã chọn ra đi rồi chị lại trở về Việt Nam? Chị về đây đặng để chị gần gũi quê hương của mình. Quê hương là chùm kế ngọt mà. Nếu ai không nhớ quê hương thì không lớn nổi thành người. Chị muốn thành người, cho nên Tuyền hổ thẹn. Khi mà đất nước giàu rồi thì Tuyền về đây. Nhưng mà quý vị ơi, Tuyền về đây không phải là vì để kiếm tiền. Tuyền về đây gần 20 năm nay, Tuyền đi đi về về, Tuyền chỉ đi hát để trả ơn khán giả, trả ơn cái nghề đã cho Tuyền. Có cái nghề này cho nên hôm nay Tuyền được ngồi đây, trả ơn khán giả kiếp này. Và nếu kiếp sau còn kiếp, Tuyền cũng xin được trả ơn khán giả, vì khán giả đã nuôi Tuyền, nuôi cả gia đình, đại gia đình của Tuyền. Nhưng mà sao chị về đây rồi em có cảm giác là chị sống kín đáo hơn? Kín đáo lắm, bởi vì chị thấy chị già rồi cưng. Khi nào cưng muốn tổ chức chỗ nào mà cưng muốn rằng chị đi hát
để trả ơn khán giả, chị sẵn sàng. Cực khổ mấy chị ngủ dưới đất này chị cũng chịu nữa, chị không có nệ. Em có một cái dự án, em nghĩ là chắc là chị sẽ vô cái vai một cái người mẹ. Nhưng mà chị không dám hứa là biết chị còn sức khỏe không à. À, em nghĩ với sức khỏe mà nãy giờ chị ngồi chị nói chuyện mà chị rất là năng lượng, mà em nghĩ sao chị đóng không được. Chị không biết. Ông tổ của ông trời cho chị đó là sự may mắn. Dạ. Em biết gia đình chị là một mình chị mà làm, chị làm mà chị nuôi tới mấy chục người, dạ, 30-40 người. Dạ thưa đúng vậy. Dạ. Tuyền cho đó là cái niềm vui, cái hạnh phúc của mình được lo cho người thân yêu của mình. Dạ. Tuyền về đây Tuyền mua cái nhà đó Tuyền ở là coi như là 11 năm mấy tháng rồi. Dạ. Sáng nào Tuyền tập thể dục xong thì Tuyền mới vác ba lô, mặc quần jean, mặc áo sơ mi, vác ba lô đội cái nón đi ra chợ. Người nào buôn bán ế ẩm thì Tuyền giúp cho họ. Đó là cái tấm lòng của Tuyền chia sẻ. Từ Tuyền mùa về đây á, Tuyền ở chỗ cái chợ vườn chuối này mười mấy năm nay, Tuyền đầy làm việc gì đó, Tuyền cho đó là cái niềm vui, không phải là bổn phận nữa. Cho nên Tuyền nghĩ rằng Tuyền lo cho gia đình Tuyền đó là cái đó là cái hạnh phúc của Tuyền. Còn ba Tuyền đó không bao giờ phải la Tuyền. Tuyền thấy ba mà nhìn ánh mắt ông không thích cái gì Tuyền không bao giờ làm. Ba à, con muốn vậy, ba nói ba không chịu con làm vậy thì Tuyền sẽ không bao giờ làm. Tuyền rất ngoan. Tất cả mọi cái đến với chị nó rất nhẹ nhàng trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Chị có may mắn, chị có hạnh phúc, chị có mạnh dạn khoe với khán giả không chị? Tuyền rất hạnh phúc. Hạnh phúc ở điểm là Tuyền có 3 lần lập gia đình, 3 đời chồng. Ồ. Mà đối với Tuyền thì Tuyền cho là lỗi tại mình. Dạ. Tuyền cho là cái đó là cái dở của mình. Dạ. Cho nên mình phải lập gia đình nhiều lần. Khi đám cưới đó, ai cũng chúc cho mình 100 năm hạnh phúc, sống lâu rồi với nhau, sống tới ngày mà hai người phải ở nhau suốt đời, một người nhắm mắt thì một người phải đi theo. Như vậy, cái đó là ai cũng muốn, mà Tuyền cũng muốn vậy. Nhưng mà tiếc rằng Tuyền không muốn ở chung với kẻ thù. Có một lần Tuyền coi cái phim Hollywood đó, làm cái phim Ngủ chung với kẻ thù. Dạ. Người nhìn bên trái, người nhìn bên phải. Không ai nói chuyện với ai, mà phải sống với nhau. Vì vậy lại cầm tù với nhau sao cưng. Lần thứ nhất thì lúc 1968. Lúc đó thì Tuyền hát ngoài Nha Trang. Ông mới đi ra ngoài Nha Trang, ông đón Tuyền đêm đi về. Thì ba Tuyền mới cảm cái ân đó, thì ông đi hỏi Tuyền. Trước đó thì ông cũng đã đi theo đuổi Tuyền lắm rồi. Đêm nào hát nhìn xuống khán giả, cái hàng ghế đó, cái số đó, ông cũng ngồi chỗ đó. Thì ông đã hỏi Tuyền thì ba Tuyền đồng ý gả Tuyền. Gả đi thì cũng giúp đỡ cho gia đình Tuyền. Thì ông đã hứa là khi Loan đi hát, con cưới về. Loan đi hát thì con sẵn sàng để cho Loan đi hát. Bác cứ là lấy hết tiền lương của Loan, đi đóng hết phim, tất cả cái ngành của Loan đều là con không biết tới. Thì ông lo cho Tuyền. Thì ông đã cho Tuyền một cặp táp Samsonite tiền để Tuyền để lại cho ba, và Tuyền dẫn một đàn em đi. Nhưng mà rất là ngắn ngủi trong cái thời gian chinh chiến đó, thì ông đi đây đi đó, ông đi làm việc nhiều nơi. Một lúc đó thì ông bỏ nhà đi đêm. Thì người ta đã dạy Tuyền là bỏ nhà đi đêm là sai, sai luật đạo trời vợ chồng. Tuyền mới mời thừa phát lại Lâm Văn Sáu là lập di bằng. Tuyền mời cha mẹ hai bên lại để mà Tuyền chia tay. Khi mà cái nhà đó ông bán được 15 triệu, 15 triệu đó nhiều lắm, cứ ngơi lớn lắm. Thì thời gian đó thì 6 năm sau thì em Tuyền cũng lớn rồi. Thì Tuyền ra đi. Lần đó là Tuyền chia tay. Tiếp theo. Và lần thứ nhì thì 84. 84 thì Tuyền lợi Ban Việt Kiều Tuyền đi hát để phục vụ. Thì ông đó là học quản trị kinh doanh, bằng tuổi với ông Tuyền. Ông đi học du học, ông gặp lại Tuyền ở Ban Việt Kiều thì ông thương Tuyền. Ông nói là ông vẫn thương Tuyền. Cái hình bóng đó là không quên. Ông muốn đi cưới Tuyền thì anh cưới Tuyền, Tuyền đồng ý. Nhưng mà anh là cái người chồng thứ nhì mà cái người hiền hậu, phúc đức rất nhiều, rất tốt với Tuyền. Qua ở bên Pháp, Tuyền ở gần 30 năm nhưng mà ở với ông gần 20 năm. Thì ly dị, tại vì ông cũng nóng tánh. Anh nóng tánh lắm, anh đi qua bên Úc cãi lộn với mấy đứa em gái của Tuyền. Mấy đứa em gái Tuyền ở bên Úc đó. Không phải là Tuyền bên em, không phải là Tuyền không bên chồng, nhưng mà cái khó xử của mình. Khi mình không muốn em mình buồn mà chồng mình cũng buồn nữa thì đi trở về Pháp. Trở về Pháp thì có những lúc em Tuyền cũng kêu Tuyền đi trở qua nữa, Tuyền cũng trở qua nữa, cũng dọn nhà trở qua nữa. Thì lần nó đụng mạnh hơn, Tuyền với ông ấy về Việt Nam chia tay. Thì song song với đó thì Tuyền ở bên Úc.
Tiền mới đi đâu qua đi lại hoài thì Tiền về Việt Nam. Tiền mới mua cái nhà này. Đối với đàn ông Tiền cũng bản lãnh. Nếu Tiền thấy không được, mình nên chia tay anh. Còn cái người thứ ba của chị là sao ạ? Dạ, người thứ ba thì hiện giờ Tiền đã ly dị rồi anh. Dạ. Ly dị là bởi vì Tiền đi chơi, Tiền mời bạn bè đi ăn. Dạ. Ăn thì Tiền thường thường lịch sự. Tiền đi ra ngoài để Tiền nói Tiền đi toilet, nhưng mà Tiền đi vòng ra Tiền đã trả tiền. Dạ. Nhưng mà trong lúc đi trả tiền thì cái người đó trao đổi với cái người kia để xin Facebook, số phone. Email với nhau để mà họ qua lại với nhau. Dạ. Thì có người bạn mới phát hiện được, họ mới cho Tiền biết, họ mới gửi bài cho Tiền coi. Và Tiền mới thấy, Tiền nói bây giờ được rồi, để đi, để mình xử. Thì khi mà ông đi về Việt Nam, Tiền mời ông lại, Tiền nói chuyện, ngồi đây với chuyện. Nhưng bây giờ em với anh chia tay. Nói sau 2 năm mấy nay em không có gõ cửa phòng thì Tiền đóng cửa phòng. Tiền không có ly dị cơ. Tại vì Tiền nghĩ tuổi này nó ly dị nó kỳ lắm ạ. Dạ. Tiền không muốn đâu, nhưng mà người ta muốn thì Tiền ok. Lúc rồi Tiền đi ca hát là có đông lắm, mấy bạn bè theo Tiền. Tiền nói người đàn bà mà chồng chết thì quý vị kêu bằng tên gì? Bằng quá phụ. Còn Mộng Tuyền tôi bị chồng bỏ kêu quá đã. Mộng Tuyền tôi nói quá đã, chồng chết là quá đã. À, cái câu này hay rồi nha. Dạ. Em xin lỗi chị Tuyền nha, em xin lấy cái câu này không muốn em đi diễn. Dạ đúng rồi, cưng ơi, chồng chết quá đã. 3 lần đổ vỡ, chị có giải quyết cách dễ dàng không? Dạ, chị không có cho người ta một cơ hội không? Dạ có cưng. Dạ. Lâu lắm, 2 năm mấy, gần 3 năm chị Tuyền vẫn ở vậy. Ba chị Tuyền dài, thấy chồng phải chung thủy. Dạ. Phải ở chồng tới ngày chấm dứt rồi mình muốn lấy người khác lấy. À, chị có nghĩ là chị là hồng nhan bạc phận? Dạ không, Tuyền nói rồi, Tuyền hồng nhan bạc triệu. Dứt khoát rõ ràng. Dạ. Như vậy thì sống có bản lĩnh. Dạ. Mình sống thoải mái. Dạ đúng rồi cưng. Tại vì cuộc đời mình á, cưng thấy ngắn không? Mới khóc qua, mới chào đời ra đó thì có khổ quá, tôi qua khổ quá, còn mà chết thì nó ngậm cười nó chín suối. Vậy thì hiện tại bây giờ mình làm gì đây? Mình sống thì mình phải vui vẻ yêu đời. Đúng rồi, đúng không cưng? Công nhận cái miệng thế gian hay hết. Thế gian mà đâu phải thế ngay đâu cưng. Dạ. Dạ. Cái này hay nữa. Mà chị thấy cái thế gian hay là cái gọi là thế ngay này á, dạ, thì nó có làm cho chị có thêm một cái năng lượng nào để chị tiếp tục chị sống? Có nhiều lắm, thế gian này đã nuôi dạy Tuyền, đã giúp đỡ và đã giáo dục Tuyền trong cái thế gian này. Cưng đừng nghĩ rằng cái cây khô mà xấu nha. Cây khô nó rụng lá hết, nó còn cái màu đen, cái cây khô nó chết rồi đó, mà nó vẫn đẹp cưng ơi. Đừng nghĩ rằng mình già là mình xấu, không có đâu. Em nghĩ là đâu đó chắc cũng có một cái cô chú, một cái anh thứ tư, thứ năm gì ngắm cái chị. Không có dạy trai đâu. Nhiều người chọc cho Tuyền đó, cái gì Tuyền nói nè, tôi không có dạy trai đâu nha, không có mê trai đâu. Chị Tuyền biết nấu ăn nhiều không chị? Dạ biết, không biết, nhưng mà phải biết cưng, đi ra nước ngoài là phải biết cưng à. Người chồng thứ nhì đó, khi mà ông đi về tới, ông để cái cặp táp rồi, cái Tuyền chiều rồi Tuyền nói anh ơi em đói quá à. Cái ông phải bỏ cởi áo vest ra, cái ông đi bắt đồ cơm điện, mà sao mình thấy mình dở, ủa sao mình đàn bà mình hư dữ vậy ta. Mình đâu phải là người như vậy. Thành ra mình hát trên sân khấu là mình đã giáo dục rồi. Mình hiện thân của cái vai trò đó là mình giáo dục cho người khác rồi. Mà mình không biết làm gì mình giáo dục ai, mình phải làm. Bắt đầu từ đó là Tuyền phải nói bỏ nhiều nước anh, rồi bắt làm đồ ăn, mình biết ăn muốn gì thì mình phải làm. Tuy nhiên có thể là không ngon bằng những người ta nghề, ta nghiên cứu, nhưng mà cưng đừng quên rằng nấu ăn cũng là một môn nghệ thuật rất là cao. Bây giờ Tuyền thích nấu ăn lắm. Tuyền đi đâu Tuyền cũng muốn xuống bếp coi người ta làm gì đó mình học hỏi. Mặc dù mình không có nấu cho ai hết, Tuyền sống không có con, không có chồng, sống độc thân, không có ràng buộc một cái gì hết, nhưng mà Tuyền cũng muốn nấu cho một người bạn, hoặc mà một người em, một người chị, một người anh, một người cháu ăn vậy. Thế bây giờ mới nghe chị Tuyền nói là chị sống một mình. Dạ, sống một mình cưng. Nhưng mà rất là sung sướng, happy, dù chị nói rồi, quá đã mà. Ở cái chỗ em thắc mắc à. Dạ. À, chị sống một mình, chị có ích kỷ không? Để dạ, cho đàn ông người ta cứ cứ ước mơ. Dạ không, ước mơ gì nữa, ước mơ rồi 6 miếng rồi 6 tấm thôi. Biết 6 tấm không? 6 tấm là cái hòm nó có 6 miếng. Em nghĩ là chị giấu em á. Chị nói thiệt, vậy là có nè. Chị Tuyền có bạn trai. Mà bây giờ chị Tuyền hỏi cưng là không lẽ giờ chị Tuyền đi làm chuyện cái gì đó, yêu lái máy bay sao? Mà bây giờ nếu chị Tuyền lập gia đình nữa đó, lấy ai giờ?
ông ngoại ông nội con về ông ngoại con em ơi em lấy nước cho anh uống nha, anh đi không nổi đỡ anh đi vô toilet. Sao tại sao mình phải khổ vậy? Đó trong đó mà không lẽ lấy máy bay sao? Thôi đó rõ ràng đó dạ. Cũng là một cái khó khăn, một cái hoàn dạ. cảnh. Không, nhưng mà vậy mình có quyền nói nè, tôi yêu chỉ để mà yêu, tôi nào có muốn những điều gì hơn. Vậy thì mình ở một mình đi, cho mình thấy mình đời mình rất sung sướng, mình muốn là cái gì cũng được, mình không phải lo cho người ta. Chứ sống là phải lo cho nhau chứ cưng. Bởi vì vợ chồng là thân thể của nhau. Nhà ngươi đừng có buồn khi lớn lên con nhà ngươi đi sống với người dưng. Vì người dưng đó là nửa phần thân thể của nó, vợ chồng là nửa phần thân thể của nhau. Nhưng mà người ta vô tình ta cứ làm đau thân thể của nhau hoài thì mình sống đi làm gì cưng, mình ở một mình. Chỉ Tuyền chấp nhận sống một mình mà không thấy cô đơn, hơn là mình sống hai mình mà mình cô đơn. Dạ. Yeah. Ê, cuộc sống của chị nãy giờ chị tâm sự, nếu mà cho chị có một cái sự thay đổi, sự chọn lựa yeah. ở một cái kiếp sau đi, chị sẽ quyết định như thế nào? Kiếp này chị Tuyền không biết chị Tuyền có làm tròn không, nhưng mà chị Tuyền cố hết sức để mình làm tròn khi mình rời khỏi thế gian này, để mà trả ơn cái nghề, trả ơn khán giả. Chị Tuyền vẫn muốn làm vậy, chị Tuyền vẫn xin được làm nghệ sĩ. Bởi vì nghệ sĩ đẹp lắm phải không cưng? Hôm nay nhân tiện em cho chị một cái cơ hội để chị trải lòng chút đỉnh. Yeah. Chị đã dành cho khán giả của chương trình Người Kể Chuyện Đời lần đầu tiên khi chị trở lại Việt Nam. Dạ đúng. Khán giả biết về chị một lần nữa. Cảm ơn chị. Chị cảm ơn em rất nhiều. Chị quá cảm ơn em. Chị cảm ơn đài truyền hình đã cho Tuyền được cái cơ hội và cho được cái người mà phỏng vấn Tuyền, hỏi chuyện Tuyền là Trung Dân. Một người nghệ sĩ mà Tuyền ngưỡng mộ. Tuyền xin cảm ơn. Cảm ơn cưng. Dạ. Chương trình Người Kể Chuyện Đời được phát sóng lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Tôi, Trung Dân, xin kính chào.